Nghe người ta nói là cây mà đang trổ bông là tưới nước với bỏ phân vô là nó sẽ bị rụng. Thì cách nay một hai bữa trước tôi đi bỏ phân, anh em cũng thấy đó nè, giờ tôi tưới tưới rầm rầm này, giờ cũng đang tưới đó, nó thấy không nè. Đó, cho anh em thấy là tôi đang tưới nước đó. Thì cây cũng đang trổ bông nè, nè đang trổ bông luôn cho anh em xem nha. Đây thì chờ tới mùa đi ha, nó trái đậu to đầu lên đi rồi tôi cho anh em xem thử coi nó còn trái không. Thì cây này nó tầm khoảng, thôi mình cứ tính cho nó 100 kg đi, 100 kg đi ha, 100 kg thì 4 triệu, 40.000 ký. Tôi bỏ ra 4 triệu tôi làm thí nghiệm cho anh em xem. Cây này to lắm á, mình tính nó 100 kg đi. Nó dư được miếng nào thì mình mua thùng bia mình uống chơi. Tôi làm cái thí nghiệm cho anh em thấy nha. Tôi làm không có để ý tới đọt. Cây thì phải ra đọt, lá già là phải ra đọt, không cho ra đọt sao được. Đói thì phải cho ăn chứ. Đọt thì cũng phải có đọt thôi. Góc nào ngay đây ánh nắng nó chiếu vô mặt quá không có thấy đường nữa, nhưng mà quay cái đọt. Tôi qua đây tôi quay cái đọt cho anh em xem ha. Nè, cái cây nó như vậy nè. Đó. Đọt nè. Này mình thí nghiệm cho anh em thấy thôi, chứ còn cái này cũng không phải thí nghiệm, cái này tôi chứng minh cho anh em thấy luôn. Cái này là hầu như năm nào tôi làm hồi xưa giờ là vậy không. Tôi làm thứ nhất là những cái loại thuốc mà xử lý ra hoa tạo mầm gì đó, hình như là tôi không bao giờ tôi xài đó. Rồi chặn đọt gì đó, rồi kéo đọt gì đó, tời 130, tời 157 gì đó, reo nhất reo nhì gì đó tôi không có chơi. Tôi chỉ cho nó uống nước lã với ăn Novika vậy thôi. Rầy riệp nhện đỏ, thú thân xì mủ thì cứ nhiêu mà làm thôi, chứ cỏ thì để cho nó mịt mù lấy máy phát, máy cắt cỏ đi cắt thôi đó. Anh em thấy dàn đọt không, sung không? Thành ra anh em đừng có, tùy theo người làm thôi, có người hỏi đọt đọt thì tôi cũng không biết làm sao cho nó không có ra đọt. Để chờ anh em nha, mời 9 người 15 ý anh em. Anh em mình chơi thuốc chứ là vui vẻ thôi. À, ai làm nấy ăn. Nắng lắm rồi, ở dưới này nắng lắm.